Xin chào các bạn đã đến với TechNew. Nhà thiết kế nổi tiếng Jill Newman mới đây đã gây sự chú ý với bản concept về mẫu iPhone XL có hình dáng béo ú lạ lẫm, được cho là tương lai của thế hệ iPhone sau này. Và hình ảnh của chiếc iPhone XL cho thấy thì máy được bo cong khá là mũm mĩm, có phần giống với một chiếc đồng hồ thông minh hay tương tự với kiểu thiết kế của smartphone Palm. Và mặt lưng của iPhone XL thì sẽ có camera kép đặt ngang cùng với đèn flash trợ sáng, và vị trí trung tâm của nó là biểu tượng táo khuyết có khả năng phát sáng. Mặt trước của máy cũng được bo cong từ trên xuống khá là độc đáo, và trong đó thì phần tay thỏ cũng được bo cong theo luôn, nhìn khá là thú vị. Đặc biệt thì trong bản concept này, nút home vật lý chứa cảm biến vân tay quen thuộc trên smartphone của Apple thế hệ trước vẫn được giữ nguyên. Và cuối cùng thì iPhone XL cũng sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc, và các bạn có thể thấy trong hình ảnh là có tới 5 màu sắc. Vào chiều ngày 20 tháng 11 tại công viên Thống Nhất Hà Nội thì VinFast đã chính thức giới thiệu 3 mẫu xe mới của hãng, bao gồm là VinFast Lux SA2, Lux A2 và Fadil đến cho người dùng Việt Nam. Theo đó thì mức giá bán của 3 mẫu xe trên cũng được công bố lần lượt là VinFast Lux SA2 là 1 tỷ 818 triệu đồng, Lux A2 là 1 tỷ 366 triệu đồng và Fadil có mức giá là 423 triệu đồng. Tuy nhiên thì ở giai đoạn đầu, các mẫu xe này sẽ được bán theo chính sách 3.0 của VinFast, bao gồm là không chi phí khấu hao, không chi phí tài chính vào giá thành sản phẩm và không lấy lãi. Do đó thì mức giá bán cũng vì thế được giảm đi đáng kể, còn 1 tỷ 136 triệu đồng cho VinFast Lux SA2 và 800 triệu đồng cho VinFast Lux A2 và 336 triệu đồng cho VinFast Fadil, và toàn bộ những mức giá đó thì chưa bao gồm thuế VAT. VinFast Fadil thì được phát triển từ xe Cabrock của Opel, một thương hiệu ô tô của Đức. Tùy chọn động cơ là 4 xi lanh, dung tích là 1,4 lít, công suất tối đa là 98 mã lực, moment xoắn cực đại 128 Nm. Xe đi cùng hộp số sàn hoặc là hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước và vô lăng trợ lực điện. VinFast Fadil sẽ có 5 màu sắc cho khách hàng lựa chọn, bao gồm là màu đỏ, màu trắng, màu xanh, cam và màu bạc. Còn hai phiên bản còn lại là VinFast Lux A2 và SA2 thì trước đó đã được ra mắt tại triển lãm Paris Motor Show hồi tháng 10. Trong video trước đó thì TechMag cũng đã có chia sẻ về hai mẫu xe này, các bạn có thể xem lại nhé. Tiếp tục thì một tin tức cũng liên quan tới công nghệ của tập đoàn Vingroup, thì gần đây hình ảnh của chiếc smartphone có tên là VSmart Active 1, mẫu smartphone đầu tiên được cho là của Vingroup, đã bất ngờ tiết lộ và được lan truyền trên mạng xã hội. Dựa trên những hình ảnh thì chiếc điện thoại sẽ có các góc cạnh được bo cong mềm mại, màn hình thì không hề có tay thỏ, nhưng mà hai phần viền trên và dưới thì hơi dày. Viền trên là nơi chứa camera, loa thoại và cảm biến, còn mặt lưng của máy thì xuất hiện cụm camera kép nằm dọc và đèn flash kép. Mặt sau của chiếc hộp có biểu tượng chữ V cách điệu cùng với dòng chữ VSmart, và rất có thể đây sẽ là biểu tượng xuất hiện trên mặt lưng của chiếc máy. Tuy nhiên thì các thông số về cấu hình thì không được tiết lộ, nhưng mà từ những thông tin trên chiếc hộp cũng có thể thấy rằng máy sẽ sử dụng con chip của Qualcomm. Nhiều chuyên gia cho rằng VSmart Active 1 sẽ được trang bị con chip Snapdragon cao cấp hệ thứ 8, có thể là Snapdragon 845, và mức giá bán thì sẽ nằm trong khoảng là 10 đến 15 triệu đồng. Hiện tại thì vẫn chưa rõ thời gian VSmart được ra mắt chính thức, nhưng mà những hình ảnh về chiếc hộp rò rỉ, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng smartphone đầu tiên của Vingroup sẽ được công bố trong tương lai không xa. Cũng trong hôm qua ngày 20 tháng 11 thì rất là nhiều người dùng Facebook và Instagram đã không thể tải thêm thông tin mới, cũng như là không thể truy cập vào tài khoản do sự cố gián đoạn dịch vụ trên nền tảng này kéo dài suốt 13 tiếng đồng hồ. Sự cố xảy ra đã khiến cho các đơn vị quảng cáo bị tê liệt vì không thể tạo ra chiến dịch quảng cáo ngay trong thời điểm là chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ tạ ơn và ngày họ mua sắm Black Friday. Không những thế, ứng dụng tin nhắn Messenger của Facebook cũng hoạt động không ổn định, khiến cho một số người dùng không thể gửi được tin nhắn trên toàn cầu sau lần cập nhật tính năng mới là xóa dành cho mọi người trước đó vài ngày. Theo phát ngôn viên của Facebook thì sự cố xảy ra là do lỗi cấu hình máy chủ đã gây ra gián đoạn trên toàn ứng dụng khắp thế giới, khiến cho người dùng bị ảnh hưởng. Hiện tại thì sự cố đã được khắc phục và người dùng thì đã có thể truy cập lại một cách bình thường. Và vừa rồi là những tin tức có trong bản tin TechNews ngày hôm nay. Các bạn khán giả của TechMag, các bạn có những suy nghĩ gì thì chúng ta hãy cùng để lại bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Huyền Vân xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của TechMag.